lùm tịt các bạn ơi. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đi cam. Hello, hello, hello. Nhìn thì... camera nè, nhìn camera nè. Hello. Ok bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ gọi là cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn tteokbokki nha các bạn. Đó, đi ăn tteokbokki nha. Mà lý do tại sao mình lại đi ăn các bạn biết không? Là bởi vì á, gọi là từ đầu tháng đến giờ bọn mình đã gọi là cố gắng giảm cân các bạn ơi. Bạn coi nè, đó, thấy không? Mặt của mình bây giờ nó đang rất là nhỏ gọn luôn bạn ơi, đang rất là V-line luôn. Vậy cho nên á là mình đã quyết định mình sẽ gọi là tự thưởng cho bản thân mình và Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn tteokbokki nha các bạn. Dạo này mình thèm tteokbokki quá nhưng mà mình giảm cân mình không ăn được. Hôm nay là cái ngày mà mình gọi là giảm cân thành công rồi, mình phải đi ăn một bữa thôi. Một bữa, không có mập lên được đâu các bạn ơi, ăn một bữa thôi nha. Một bữa thôi nha. Ok. Rồi, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và đừng quên là nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là qua bên kênh của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn. Ok. Và đừng còn quên bây giờ quảng cáo nữa, nhớ quảng cáo cho đúng Cam rồi. Ăn nè, Cam đổi đừng giờ. Quên là bấm vào quảng cáo để có tiền mua quần áo mới cho Cam nha. Nè các bạn coi nè, mấy bạn coi nè, mình mới mua cho Cam một cái vòng để đeo trên cổ nè, đó nhìn dễ thương không. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn tteokbokki nha. À, mà khoan, Cam phải ở nhà, Cam không được đi đâu. Tội quá, không được đem đi theo. Cam ở nhà nha Cam. Rồi, let's go. Ok bạn ơi, trước khi mà chúng ta đi ăn á thì chúng ta có phải cho Cam ăn đã. Đây, đồ ăn cho Cam. Mình thấy trời ơi, Cam muốn nó gào kìa. Trời nó có nó gào kìa. Trời nó gào kìa. Rồi đó, trời nó gào kìa mọi người ơi. Trời nó cứ kêu, nó cứ kêu kìa. Trời ơi trời. Trời ghê quá, Cam kêu ghê. Nó đói ghê mọi người thấy không? Thôi là trời. Ăn đi Cam. Đó, trời con ăn. Đó. Ngủ nghiến lắm. Đó, bây giờ Cam đã ăn rồi thì đến tụi mình sẽ okay, đi ăn. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn tteokbokki hay nào mấy bạn ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ăn tteokbokki ấy nha. Háo hức gì đâu luôn á trời. Đi thôi nào mấy bạn ơi, let's go, let's go. Hai, xui thiệt luôn á. Đúng cái ngày đi ăn thì lại trời mưa. Nhưng mà không sao cả, trời mưa cỡ nào cũng không thể nào ngăn cản được Phong Cận đi ăn. Nhất quyết bữa nay phải đi ăn cho bằng được. Đây các bạn ơi, cuối cùng thì cũng đã đến được Vincom của Huế rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong đó ăn tteokbokki nha. Có bạn nào đã từng đi Vincom Huế chưa? Nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Lấy thẻ xe nè. Rồi bây giờ vô cất xe rồi đi ăn thôi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến ngay cái tiệm tteokbokki nha. Ở trên đây còn có cả những cái khu vui chơi nữa nè các bạn. Đi thôi nào. Đây, tới rồi, tteokbokki của chúng ta. Ok, vô lấy bàn đã. Wow, các bạn ơi, các bạn coi nè, có quá trời đồ chiên ngon lành luôn. Ở đây còn có thêm những loại nước sốt rất là ngon nữa nè. Có cả gọi là chả cá nữa các bạn ơi. Mình cực kỳ thích ăn chả cá luôn nha. Đây là cái món mình thích nhất khi ăn tteokbokki nè. Ở trong đây còn có cả cơm nấm nữa nè mấy bạn ơi. Sammy rất là thích ăn cơm nấm luôn nha. Còn mình thì mình không thích ăn cơm. Mình đang giảm cân cho nên mình sẽ không ăn cơm đâu. Ok, bây giờ tới lượt mình. Lấy thật là nhiều chả cá luôn các bạn ơi. Lấy hết. Chả cá ở đây tất cả là của Phong. Ok. Thịt gà chiên siêu ngon luôn các bạn ơi. Giảm cân là không được ăn thịt gà chiên, cho nên là hôm nay mình được thưởng thì mình ăn cho nó đã luôn. Bây giờ mình sẽ mix nước sốt nha. Đây, ở trong đây là có đến 7 loại nước sốt luôn các bạn ơi. Muốn ăn loại nào cũng được hết. Thì mình sẽ thử gọi là trộn nhiều loại lại với nhau nha. Để coi coi nó có ngon không nha các bạn. Trời ơi, trộn một hồi sao mình thấy nó không giống như nước sốt nữa bạn ơi. Mình thấy nó giống sô-cô-la ghê luôn á. Trời ơi, trộn một hồi rồi mình thấy nó y hệt như sô-cô-la luôn bạn ơi. Không biết có ăn được hay không đây. Ăn vô xong nhập viện luôn quá. Rồi, bây giờ là tới lượt gọi là lấy những cái phần gọi là tteokbokki nữa các bạn ơi. Đây là bánh gạo nè, đó, bánh gạo, lấy hết bánh gạo luôn. Bánh gạo màu tím, lấy luôn. Ui, ở trong đây mình thấy nó có cả những cái loại bánh gạo gọi là có hình gọi là bông hoa, hình trái tim nữa các bạn. Đây, hình bông hoa nè, thấy không? Đó, còn đây là hình trái tim nè. Wow, hấp dẫn chưa? Bây giờ mình sẽ lấy thêm chả cá sợi các bạn ơi. Đây là cái chả cá hình dạng sợi á nha. Ngày xưa mình cứ tưởng cái này là mì không chứ. Ai dè đó, nó lại là chả cá các bạn ơi. Cho thêm xúc xích nữa nè. Lấy thật là nhiều xúc xích luôn. Wow, có cả thịt bò nữa. Trời ơi, sao hôm nay cái nhà hàng này sợp vậy ta. Lấy thật nhiều thịt bò ăn luôn.
Bây giờ là đến phần mà mình cũng rất là thích, đó chính là mì các bạn ơi. Lấy thật là nhiều mì và lấy cả gọi là bắp và rau nữa nha. Rồi, bật máy lên cho nước nó sôi lên các bạn ơi. Sôi lên thì chúng ta sẽ bỏ đồ ăn vào nha. Ba la, muỗng đũa hiện ra. Đó, bạn thấy không? Trong đây là có muỗng, có đũa sẵn luôn nè. Mấy bạn chỉ cần mở hộp bàn ra là có hết luôn. Rất là tiện nghi luôn nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ thử ăn gà trước các bạn ơi. Trời ơi, ngậm ngậm trời, ngon quá. Ngon gì đâu luôn á trời. Lâu lắm rồi mới được ăn thịt gà các bạn ơi. Trời ơi là trời. Thịt gà chiên như thế này ha, là mình phải gọi là cực kỳ gọi là kiêng luôn các bạn ơi. Bởi vì mình giảm cân cho nên mình không ăn thịt gà chiên được. Hôm nay mới được ăn lại, ngon gì đâu luôn trời. Thử miếng chả cá nữa nè. Wow, quá ngon. Rồi, nước sôi rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ đổ gọi là cái nước sốt của mình vào nè. Đây là nước sốt do Phong tự pha chế nha. Không biết là tí nữa ăn vô nó có gọi là kinh khủng hay không đây. Hy vọng là nó sẽ ngon các bạn ơi. Rồi, bây giờ là bỏ gọi là tteokbokki với lại rau củ quả. Rồi bỏ thêm mì với lại thịt bò vô nè. Bỏ hết tất cả vào luôn. Ăn hết tất cả thế giới luôn. Thịt bò nè, trời ơi Phong thích thịt bò lắm các bạn ơi. Nhìn thịt bò hôm nay nhìn đã không. Rồi, bắp nữa nè. Mì. Đó, ăn tteokbokki thì mình thích ăn mì hơn bạn ơi. Mình không có ăn nhiều bánh gạo đâu, mình ăn nhiều mì thôi à. Đây các bạn ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Trời ơi, bạn nào mà chưa ăn tối mà coi cái clip này chắc là sẽ đói bụng, cực kỳ đói bụng luôn đó nha. Mình xin lỗi nha. Ok, chỗ này thì mình khá là thích bởi vì là nó cho chúng ta lấy nước miễn phí mấy bạn ơi. Mấy bạn muốn uống bao nhiêu nước cũng được hết, miễn phí nha. Bây giờ để cho gọi là đồ ăn nó sôi thì mình sẽ tranh thủ ăn một tí gọi là thịt gà nha các bạn. Mình đang rất là thèm thịt gà luôn. Đây bạn coi nè, miếng bánh gạo hình trái tim nữa bạn. Đó, thả tim, thả tim. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha các bạn. Đây, bánh gạo hình trái tim. Đó, ăn thử coi. Chết. Hình như nó chưa chín mấy bạn ơi. À, không sao cả, ăn luôn, ăn luôn. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ăn đã như thế này luôn á. Ôi, ngon gì đâu luôn á trời. Chắc kỳ này về khỏi giảm cân luôn quá. Bây giờ mình sẽ trao trái tim của mình cho Sam. Nè ăn đi. Sammy đã ăn mất trái tim của mình rồi mấy bạn ơi. Lấy miếng mì để ăn coi. Trời ơi, ăn tteokbokki mà sao vô đây toàn ăn mì không các bạn ơi. Mình thật là lạ đời đúng không? Sao mà khó vậy ta? À đúng rồi, mình lấy cái giá để mình múc được mà. Trời ơi sao mà quên mất, lấy cái giá múc cho dễ. Gấp từ nãy giờ gấp hoài không được miếng nào hết trơn. Mì có rồi nè, bây giờ còn thiếu gì nữa không ta? À thịt bò đúng rồi. Lấy thêm thịt bò vô nữa thì ăn mới ngon các bạn ơi. Hả? Quấy gì vậy? Ủa là sao? À, ý bà nói là tôi giống heo chứ gì? Mà thôi kệ, kệ luôn, giống heo cũng được, ăn luôn. Ăn một bữa cho thành heo luôn. Măm măm, trời ơi, quá ngon bạn ơi. Làm miếng chả cá nữa nè. Trời ơi, giờ nghĩ lại thôi cũng thấy ngon nữa. Ngoam, rồi hết nguyên miếng luôn. À, hình như là mình quên đem tiền mất tiêu rồi bạn ơi. Ok, để coi coi. Sammy đợi mình đi rút tiền đến nỗi mà ngủ luôn trong quán luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, ăn hết một đống to đùng như thế mà chỉ có hơn 200 ngàn. Quá rẻ luôn bạn ơi. Hai người bọn mình ăn như heo vậy đó mà có 200 ngàn. Quá rẻ. Bây giờ thì mình sẽ dẫn Sammy đi mua sắm một ít đồ bạn ơi. Vô đây coi coi có gì mua đó. Ô, có một cái cây này hình cục phân nữa bạn. Cụ te vãi. Ô, nó còn biết chớp đèn nữa bạn ơi. Nhìn bựa vãi. Bây giờ mình sẽ đi mua một ít thịt bò để đem về. Ngày mai mình sẽ bắt đầu giảm cân lại bạn ơi. Hôm nay là ngày mình được thưởng cho nên là mình sẽ gọi là ăn cho thoải mái thôi. Nhưng mà ngày mai mình sẽ bắt đầu giảm cân lại tiếp tục. Mình thì mình cực kỳ thích uống nước dừa cho nên là mình sẽ mua thật là nhiều dừa về để uống mấy bạn ơi. Có khi nào tôi uống riết rồi tôi đẻ ra cái sọ dừa luôn không ta? Trời ơi bạn coi nè, nhìn cái đống đồ ăn như thế này mà gặp tôi đang giảm cân nữa chứ. Chắc tôi chết quá. Ok, đi về thế nào các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đội nón bảo hiểm cho Sammy nha. Ok. À khoan, tranh thủ lúc này cho anh bả xíu coi. Hey. Rồi xong hết thấy đường luôn. Ok, đội bình thường rồi đó. À, Sammy quýnh tôi các bạn ơi. Ok, bây giờ tới lượt Sammy đội nón cho mình. Ok, đội anh đi. Trời, tình cảm chưa, tình cảm chưa. À, quýnh hoài trời. Rồi, bây giờ đi về nhà thôi. Ăn no nơi một bữa gọi là no, cực kỳ no luôn rồi. Rồi ok, bây giờ là khoảng gọi là hơn 8 giờ tối rồi bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ phải về nhà thôi.
Ok bạn ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã về tới nhà đây. Ăn no bụng luôn á bạn ơi, nhưng mà lại quên đem tiền. Trời ơi, cũng may là chỗ đó có cây ATM á, mình đi mình rút tiền cho nên là mình đã có tiền rồi. Ok, nè Cam ơi, ba có mua quà cho Cam nè. Đây, mình có mua cho Cam một cái bịch pate mèo bạn ơi. Đó, cái này Cam rất là thích ăn luôn nha bạn. Ui, đâu Cam ơi, cào quá đâu. Ok, tóc tai bù xù hết rồi bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của gọi là các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Và anh em cũng đừng quên là khi mà xem video mà có hiện lên quảng cáo á thì các bạn hãy nhớ là hãy bấm vào quảng cáo để mình có thêm tiền để mình mua đồ ăn cho bé Cam nha. Bé Cam chào mọi người đi con. Chào cô chú đi con. Hello, bye bye. Ok, bye bye mọi người nha. Còn bây giờ mình kết thúc video tại đây đây. Mệt quá. Ok, bye bye.